Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel Phan Lý Thu Phi. Đỗ Im ngồi lên ngai vàng, lúc đó tôi nổi hết da gà lên luôn. Vâng, tôi cũng giống như người em vậy, da gà da vịt cứ nổi hết lên, phê pha cả người. Bởi tôi biết rằng đây chính là sự khởi đầu cho những điều mà chúng ta chẳng thể nào hình dung được. Hệt như những nhận định của Kích 2 năm trước. Đây chỉ mới là sự bắt đầu, một thời đại mới, một thời đại mà tất cả chúng ta chẳng ai có thể hình dung nổi đâu. Nó còn đang ở phía trước kìa. Vậy thì theo bạn, tại sao Im cũng như Ngũ Lục Tinh vẫn luôn che giấu thân phận của Im? Chỉ có một số rất ít kẻ biết về Im. Thế nhưng đại nhân vật này đã quyết định lộ diện xuất hiện trước mặt vua cấp ra. Một người không hề hay biết đến sự tồn tại của Im. Một người vẫn đinh ninh rằng ngai vàng bỏ trống kia đang thật sự trống. Đầu tiên thì những gì mà chúng ta đang thấy trong chapter 1084 là của quá khứ, là của hơn một tháng trước, vào thời điểm Thánh Điện Merazoid đang có hội nghị Riri. Mà cụ thể hơn là sau khi hội nghị Riri kết thúc, bởi vua cấp ra vẫn đang có mặt trong hội nghị, vẫn thoải mái trà chanh chính gió với vua Riku, vua Neptune và nhiều người khác. Và chủ đề xoay quanh chính là Luffy Murom. Và nếu bạn còn nhớ thì, trong khi hội nghị Riri đang diễn ra, Ngũ Lục Tinh sau khi đón tiếp Sang Tóc Đỏ hoặc một người giống Sang Tóc Đỏ theo một cách rất trọng thị thì cũng đã dẫn bước đi tới gặp Im đang đứng trong hòa điện với ngai vàng bỏ trống. Và Ngũ Lục Tinh đã vừa đi vừa bàn luận về vua cấp ra cũng như gia tộc Nefertari. Ngũ Lục Tinh lo sợ vua cấp ra đã đến hơi được điều gì chăng. Sự cân bằng của thế giới này không thể duy trì mãi mãi, có lẽ phải tiến hành một cuộc đại thanh lọc. Như vậy thì có phải vua cấp ra là lý do chính để Im xuất đầu lộ diện? Rõ ràng là không. Mà việc Im xuất hiện trước mặt vua cấp ra chỉ đơn giản là vì Im cũng đã xác định rằng tình hình thế giới ngay lúc này đã có những chuyển biến quá mức nguy hại, không thể ẩn mình trong bóng tối được nữa, nên không còn cần thiết phải che giấu với vua cấp ra hay là toàn thế giới. Bên cạnh đó thì Im cũng đã xác định sẽ trừ khử vua cấp ra. Khi ở sau cánh gà, Im đã nghe được quá nhiều điều cấm kỵ. Vì thế, trước một người sắp chết thì Im cũng không còn cần thiết che giấu thân phận nữa. Và nếu không phải là vua cấp ra thì đâu là lý do? Theo tôi có hai lý do chính để dù muốn hay không thì Im cũng phải xuất đầu lộ diện, trực tiếp ra tay giải quyết vấn đề. Đầu tiên đó chính là quân cách mạng. Ngay cả vua hải tặc Kenny Roger hay người đàn ông mạnh nhất thế giới, Tứ Hoàng Râu Trắng cũng biết về quân bi, cũng không hề có ý định khiêu chiến với thượng tầng chính quyền thế giới, những kẻ còn quyền lực hơn cả lực lượng hải quân. Có thể là vì Râu Trắng biết thời điểm chưa tới và sức của mình là không đủ. Nhưng quân cách mạng thì sao? Họ muốn lật đổ sự kiểm soát của các Thiên Long Nhân với thế giới này. Tức là hải tặc không uy hiếp tới sự tồn vong của chính quyền thế giới, nhưng quân cách mạng thì có, uy hiếp một cách nghiêm trọng. Đó là lý do vì sao chính quyền thế giới đã gọi Dragon là người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới, chứ không phải là Râu Trắng, Kaido hay một hải tặc nào khác. Như vậy thì quân cách mạng đã ra đời từ 21 năm trước, nhưng tại sao tới giờ mới thật sự nguy hiểm? Đó là bởi Dragon vẫn đang ràng bên vũ kiếm, chưa hề có một động thái nào lớn giống như lúc này. Ngay khi chính quyền thế giới sắp tổ chức hội nghị Riri 4 năm mới có một lần, thì quân cách mạng cũng đã tổ chức một cuộc họp với các chư hầu cấp cao ngay tại trụ sở mới Kamabaka. Với trọng tâm xoay quanh việc quân cách mạng sẽ đưa ra lời tuyên chiến chính thức tới chính quyền thế giới. Và lời tuyên chiến đó là gì thì chúng ta cũng đã biết, chính là việc phá hủy biểu tượng móng vuốt thăng long của Sabo. Nhóm Sabo đã đột nhập thánh địa Merazoid ngay giữa thời điểm nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, một điều khó có thể chấp nhận được với chính quyền thế giới. Và sau lời tuyên chiến đó là một loạt các sự kiện khác, như là tấn công các tàu thiết vận của chính quyền thế giới nhằm từ từ bóp nghẹt cái bao tử của Thiên Long Nhân, hay tranh thủ việc đang diễn ra hội nghị Riri mà quân cách mạng đã tổ chức các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thế giới ở 12 quốc gia và có tới 8 quốc gia thành công. Để từ đây thì Sabo được cả thế giới ca ngợi và gọi là Viêm Đế Sabo. Nhưng quan trọng nhất là việc Sabo đã nhìn thấy điều không nên thấy, chính là Im và ngay bàn bỏ trống. Và mặc dù Im đã xác định sẽ lộ mặt, nhưng dường như Im vẫn muốn điều đó diễn ra một cách từ từ để không gây ra sự xáo trộn nào trong nội bộ chính quyền thế giới. Khi Ngũ Lục Tinh đã ra lệnh ngắt việc nghe lén khi Sabo chuẩn bị tiết lộ Im và ngay bàn bỏ trống với Dragon. Và có thể đây mới là lý do chính để cho Im quyết định hành động bằng việc điều động Thánh Hiệp Sĩ đi xử lý vấn đề. Như vậy thì nếu chỉ có một mình quân cách mạng thôi, chưa chắc Im đã ra mặt hành động cũng như lộ mặt trước vua cấp ra. Và đó là vì còn lý do thứ hai, lý do quan trọng nhất. Thời điểm 800 năm đã tới. Wano không là cả thế giới này đều đang chờ đợi một người. Và sau khi người đó tái xuất trở lại sau 800 năm thì đất nước chúng ta cần phải chuẩn bị để chào đón và hợp sức với con người ấy. Và Kozuki đã biết những điều này sau khi đi chu du và tới được hòn đảo cuối cùng đã trình lập theo với vua hải tặc Kenny Roger cùng nhiều người khác. Và nếu họ biết thì gần như chắc chắn Ngũ Lục Tinh và Im cũng biết về thời điểm 800 năm đó. Vậy thì kẻ đó là ai? Đó là kẻ mà ai cũng biết là ai, Thái Dương Thần Nika. Đó là một chiến binh huyền thoại mà những nô lệ thời cổ đại tin rằng sẽ xuất hiện và giải phóng cho họ. Không những vậy, người đó còn mang lại tiếng cười và giải thoát họ khỏi những khổ đau. Và Thái Dương Thần Nika là người mà cả thế giới cũng như con voi khổng lồ ngàn năm tuổi Junisa đang chờ đợi tái xuất, nhưng lại khiến cho Ngũ Lục Tinh và Im đứng ngồi không yên, mất ăn mất ngủ. Và thật không may thì chiến binh huyền thoại này đã thật sự tái xuất, trở lại với sự đóng góp không nhỏ của Tứ Hoàng Kaido Bá Thú, khi mà vị Tứ Hoàng này đã giúp cho Luffy Murom thức tỉnh được trái quỷ của mình. Trái quỷ doanh thần thoại Hitohito no Mi, một đồ Thái Dương Thần Nika. Điều mà chưa từng xảy ra trong hàng thế kỷ qua, tức là chưa một ai thức tỉnh được trái quỷ này trong hàng trăm năm qua, có thể là từ 800 năm qua. Điều này đã biến Luffy chính thức trở thành Thái Dương Thần Nika trong truyền thuyết, hay chúng ta còn biết tới với một tên gọi khác, Joy Boy. Ngũ Lục Tinh đã làm mọi giá bằng một cách để sở hữu kiểm soát trái quỷ này trong suốt hàng trăm năm qua, nhưng vẫn luôn thất bại. Và khi nói tới đây thì tôi khá là tò mò, kèm theo thắc mắc. Khi 13 năm trước, Sang Tóc Đỏ cùng với đồng bọn đã chặn đường CB9 xin đẻo trái quỷ này, khiến cho Hút Thu phải dành cả thanh xuân ngồi sau song sát.
Và một chuyện hệ trọng như vậy thì chắc chắn Ngô Lỗ Tinh không thể không biết. Vậy nhưng Sang không những bị căm ghét mà ngược lại còn thoải mái lui tới gặp mặt Ngô Lỗ Tinh. Điều này thật sự khó hiểu. Quay trở lại vấn đề chính, rõ ràng sự tái xuất của Choi Boy sau 800 năm chính là lý do quan trọng nhất để Choi Im phải xuất đầu lộ diện. Và những bước tiến thần tốc của Luffy cùng với đồng đội trong thời gian gần đây càng làm Choi Im thêm củng cố việc phải tái xuất. Khi Luffy không chỉ trở thành ngũ hoàng mà còn đá đít cài đồ Big Mom trở thành tứ hoàng. Chưa hết, còn vô tình nhặt được bí kíp khi gặp gỡ được tiến sĩ thiên tài Vegapunk và đang chuẩn bị giúp đỡ đại nhân vật này rời khỏi ác hắc. Và tôi nói Im đã hành động từ một tháng trước, ngay tại thời điểm diễn ra hội nghị Riri, không có nghĩa là nhân vật này chấp nhận lộ mặt ra toàn thế giới liền ngay lập tức, mà nó phải có một trình tự từ thấp tới cao. Những thánh hiệp sĩ xuất trận, rồi tới Ngô Lỗ Tinh xuất trận, sau cùng mới tới Im ra tay. Dù sao thì với việc Im đã xuất hiện rồi đặt đít xuống ngay vàng bỏ trống trong sự kinh ngạc tột độ của vua cấp ra, thì chúng ta hiểu rằng chẳng có cái tham kiếp nào nữa đâu. Thay vào đó, mọi thứ sẽ được Luffy Murom giải quyết gọn gàng ngay trong cái tuổi 19 của mình. Bởi Im đã thật sự nghĩ đến việc tắt tay, dọn dẹp lại thế giới một lần nữa sau 800 năm có phòng rất bình yên kia. Một vài nhận định suy nghĩ của tôi về việc Im sắp hành động hay là vẫn ngồi không xuôi nước sau những diễn biến ở chapter 1084. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.